Bây giờ thì cây 93 này cũng đang về rồi, chạy tốc độ cũng khá là khủng rồi. Mấy này theo mình quan sát là mấy cũng khá là mới. Lúa đây cũng dữ lắm luôn, dàn lá xanh rất là đẹp luôn, bông vàng tươi. Rồi coi cái cuốn lúa rồi, bắt có biết. Chín ba cha này sau khoảng một thời gian chỉnh sửa hồi nãy giờ đã chạy ngon lành nha mọi người. Nói chung là kéo mấy cái hành đập lên. Chào tất cả mọi người nha, ngày nay mình tiếp tục mình đi quay mấy cắt mọi người. Đây hiện tại có cây 93 nha, 93 cha. Thì cây này toàn bộ là green hết, chỉ có cái hàm lên hàm 95 thôi. Máy cũng đang thả dạt đầu tiên luôn. Máy 93 này lên hàm 95 mà chạy gấp thật khủng nha mọi người. Nhưng là cái máy này, cái máy An Giang xuống nha. Nay mở đồng cắt hè thu. Và bây giờ thì cây 93 này cũng đang về nha mọi người. Đây cái tốc độ cũng khá là khủng. Mấy này theo mình quan sát là mấy cũng khá là mới. Lúa ở đây cũng trúng dữ lắm luôn. Dàn lá xanh rất là đẹp luôn, bông vàng tươi. Rồi còn cái nó cuốn lúa vô kìa. Bắt có biết. Cái hàm này cổ chẳng luôn nha. Hàm khủng luôn. Đó, đầu ảnh ve lại. Đặng mở rộng cái đường, đặng quay đầu cho dễ nha. Bây giờ thì anh thả dạt tập bờ rộng. Bên hông thì cái máy này đã tháo mấy cái chụp ghế này cho mát máy. Dẫu tá gơm mà nhìn nó cũng phết thì chứ. Giờ máy cắt về mọi người. Thì nãy giờ thì máy cũng mới xuống nên chưa có chỉnh sửa gì được, lúa nó hơi ga nha. Thì nãy giờ anh cũng chỉnh khá là nhiều lần rồi. Giờ chủ ruộng cho chạy nha. Quá trời lúa trúng rồi. Đâu đầu anh về lại. Quay đầu nha. Tá gom à, hết có biết gom luôn. Rồi giờ về là cắt ruộng lên. Này bị gì mà tháo ra anh? Lúa còn sót hả? Trứng cá là sao? À, vậy là mình cắt của đó là mấy cái lúa xanh xanh vậy ta? Rồi giờ mình làm cái gì? Giờ mình làm rồi nó đập cho nó chín. Lúa thể luôn đó. Muốn cái này rồi mình chỉnh sao mà nó đập cho hết ta? Dạ. Kéo lên hả? À, là vậy. Không gần như này. Đó giờ mới thấy. Này đi theo em coi như nhiều chuyện lạ lạ đó. Giờ anh chỉnh cái thanh đập là cho nó cao chút xíu nha mọi người. Sát sát vô cái gần chút xíu. Cho đập mạnh mạnh xíu vô lúa, mấy cái lúa xanh xanh đó. Đây, cái đồng này cũng còn lúa cũng còn xanh nha. Mấy hộp chín thì đập nó sức, còn cái hộp mà còn hơi xanh xanh đó thì nó còn dính lại. Mà anh kêu trứng cá nó còn dính tay á. Đây, anh bỏ cho nó lên chút xíu. Cây này nó có 6 cái thanh đập rồi, bây giờ anh đó, bây giờ anh bỏ lên nè. Bỏ cho nó cao lên chút xíu. Xong rồi anh xiết lại là xong. Nãy giờ chỉnh sửa giờ tiếp tục cắt mọi người. Để coi nó có ổn hay không nữa.
giờ mấy anh mới kéo chuẩn bị ra lấy lúa nha. Anh chạy vòng qua đó rồi cái chạy vòng về về là lấy là đem vô luôn á. Mấy kéo di chuyển vô lấy lúa luôn à. Thì bên đây thì còn khoảng chừng chục bao nữa là ảnh vô luôn rồi. Anh chạy cũng tốc độ cũng khá là nhanh nè. Đó, dành đầu là lấy những bao lúa ở dưới ruộng lên nha. Đó, rồi thảy lên từ bao, rồi vô trong nhà chỗ chủ ruộng đem xuống từ bao nha. Nói chung là nó cũng khá là cực cho mọi người. Đây là cây 93 hecta này sau khoảng một thời gian chỉnh sửa hồi nãy giờ đã chạy ngon lành nha mọi người. Nói chung là kéo mấy cái thành đập lên chút xíu là nó đập lúa ngon lành hơn nha. Rồi nó không còn trứng cá nữa. Thì nửa bên đây thì còn khoảng 2 lam nữa là xong rồi. Bây giờ ổng xe chở được cắt ngược rồi lên nha. 2 lam. Thế nhưng mà đang sát là 2 lam nữa. Cái máy này lam này nữa, lam về nữa là tiếng lam lên nữa là xong rồi. Xong này thì anh tiếp tục anh di chuyển qua nửa cái lô còn lại. Và vừa nha. Anh, hiện tại giờ anh đang di chuyển qua nửa lô còn lại rồi đó. Cây này thì cây 93 hecta. Cây này An Giang. An Giang xuống nha. Mở đồng đang mở đồng mở cờ đỏ. Thì cây này được lên hàm 95 rồi. Xây sở chỗ cái góc cua này cho nó rộng ra để dễ quay đầu. Đồng này không thấy chuột mọi người. Hình như mới mở đồng thì chắc có lẽ là nó không có chuột gì bao nhiêu đâu. Đây anh mới kéo cũng lên luôn. Tiếp tục chạy về lên nè. Đó, chỗ đó có cái đường mương nên ảnh rẽ vô trong một tí vớt lại sau. Anh thả cặp cái đường nước nha. Anh thả cặp cái đường mương về. Cái đường này nó cũng sắp xong rồi nè. Không biết bây giờ sao mà anh chạy vô nữa nè. Xử lý tập cái bờ dừa nha. Bụi quá. Thì quay đầu là cắt tới Thuận Kiều đúng rồi. Thuận mấy bên kia chứ mấy bên mấy anh hứng lúa là cái hàm nó thụt vô trong là cán lúa của bà con mình. Vào đưa hàm vô cắt tiếp. Đó nó tát cơm rồi, tát thật thật thật. Thì cây 93 hecta này cắt lâm này lâm nữa thì cũng xong đồng rồi mọi người. Đó thì hết luôn rồi đó. Còn một phỉnh ở trên chút xíu nữa là xong rồi. Thì mọi người coi kênh mình thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh mọi người. Để chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem nha. Để tạo động lực mình ra nhiều cái video mới hấp dẫn lên cho mọi người xem. Thì bây giờ cũng xong đồng rồi mọi người. Mấy anh mới kéo cũng đang kéo lúa ra nha. Chung là kéo 3 lớp lúa luôn. Thì mấy kéo này ra thì mình cũng xin phép là kết thúc video luôn mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo nha.
chuyển ra đó. Cái thằng mẹ lái sau lái nó không ăn nữa đây. Giờ nó có vấn đề. Ba lớp nữa rồi. Mình cũng như thế mọi người là kết thúc video luôn mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo.